Ở đời có 9 cái ân không bao giờ được quên báo đáp. Chỉ khi ta biết trân trọng ân nghĩa, đó mới là sự trưởng thành. Mọi sự trên đời đừng cho rằng vì là ruột thịt nên lòng tốt, sự giúp đỡ phải là điều mặc định. Dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng quên ơn của chính người này. 1. Ơn của trời và đất. Con người sống giữa trời đất, cơm ăn áo mặc đều là lấy từ tinh hoa của trời đất. Không khí chúng ta hít thở hàng ngày, nguồn thực phẩm dồi dào mà chúng ta ăn, nước mà chúng ta uống. Con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi kết thúc một chu trình đều được sự che chở của trời đất. Biết bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên không chỉ là để cảm ơn cái nôi của sự sống, mà còn là giữ gìn ngôi nhà cho con cháu những thế hệ sau. 2. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau với biết bao nhiêu vất vả để con được ra đời. Cha mẹ luôn là người yêu thương con vô điều kiện, cố gắng hết sức mình để chăm sóc, bảo vệ con, cho con những điều tốt đẹp nhất. Ngày con rời vòng tay cha mẹ để bước ra cuộc đời, cha mẹ vẫn luôn là người lo lắng, dõi theo con từ xa, ngóng trông từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngay cả khi con đã lớn khôn, thành chủ của một gia đình nhỏ, cha mẹ vẫn chẳng thể hết săn sóc quan tâm. Cha mẹ sinh con không mong chờ báo đáp ơn dưỡng dục. Song, hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đức và là đạo hạnh của con người. Hiếu kính với người đã sinh thành dưỡng dục mình, như vậy mới là tròn được đạo lý làm người. 3. Ơn dạy dỗ của người thầy. Trong bất kỳ thời đại nào, giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng, là cái gốc cho sự giàu mạnh, hưng thịnh của một dân tộc. Dù học văn hay võ, là người công nhân, nông dân hay doanh nhân, người làm nghệ thuật, đừng bao giờ quên ơn dạy dỗ của người thầy đã chỉ bảo mình. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Những chỉ bảo của thầy cô là điều giúp ta hoàn thiện mình, tiến lên phía trước. 4. Ơn của người nâng đỡ, tiến cử. Người xưa có cách ví von rằng, một con thiên lý mã nếu không gặp được bá nhạc thì có lẽ suốt đời chỉ nằm bên má ngựa. Đời người cũng vậy, người tài giỏi mà không có người tiến cử, phát hiện ra thì cũng khó lòng làm nên sự nghiệp. Người tiến cử nâng đỡ sẽ giúp bạn rút ngắn thêm nhiều phần trong con đường đi đến thành công. Đừng bao giờ quên ơn của quý nhân đã giúp đỡ. 5. Ơn chỉ bảo đường đi nước bước. Cuộc đời mỗi con người là một hành trình với những lộ trình khác nhau, song đều có những ngã rẽ lớn. Vào những thời điểm quan trọng, người bước đến chỉ bảo giúp bạn nhận ra con đường mình nên đi và đâu là vũng lầy cần tránh. Đó chính là người bạn phải luôn khắc ghi. Thứ họ cho bạn có thể là cách giải quyết vấn đề, những lời khuyên nhủ, những góc nhìn khác về một vấn đề. Tất cả đều nhằm tiếp thêm động lực cho bạn để tháo gỡ mọi khó khăn, khai thông tâm trí. Nếu có may mắn được gặp lại những người này trên đường đời, đừng quên nói lời cảm ơn, cho họ biết trong tim bạn luôn dành cho họ sự kính trọng. 6. Ơn tương trợ lúc nguy khó. Con người ta không ai có thể đoán định trước về mọi điều sẽ đến với mình. Có những tình huống chúng ta không thể lường trước được, và trong tình huống nguy cấp, khó khăn ấy, con người ta thường dễ cảm thấy cô đơn, bất lực. Lúc này, người sẵn sàng đưa ta ra giúp đỡ, tương trợ bạn thoát khỏi con đường cùng, chính là người cả đời bạn không được quên. Đến với nhau khi vui thì dễ, lúc
hoạn nạn mới biết ai là người ta cần khắc ghi. 7. Ân nghĩa vợ chồng. Đời người ngắn ngủi, gặp được nhau đã là một cái duyên. Gặp được người sẵn sàng sát cánh cùng chia sẻ những khó khăn, luôn bên ta, khích lệ sự cố gắng, chính là niềm hạnh phúc. Hãy luôn nhớ và trân trọng người bạn đời của mình. Người đã cùng ta xây dựng gia đình, cùng ta chăm sóc, nuôi dạy con cái. Dù nghèo khổ hay giàu sang, ở trong hoàn cảnh nào cũng đừng xem nhẹ, coi những điều người ấy làm cho mình là lẽ đương nhiên. 8. Ơn giúp đỡ của anh em. Anh chị em trong nhà đều mang huyết thống của cha mẹ, cùng lớn lên trong một gia đình và là niềm tự hào, hy vọng của cha mẹ. Đôi khi, chính sự ruột thịt mà người ta cho rằng sự giúp đỡ lẫn nhau giữa anh em một nhà là điều đương nhiên phải làm, không có gì cần coi trọng. Nhớ rằng, càng ruột thịt càng phải trân trọng. Cuộc sống khó tránh khỏi lúc anh em lời qua tiếng lại, cảm thấy không dễ chịu về nhau. Nhưng đó sẽ luôn là những người ở bên bạn, ngay cả khi thế giới quay lưng. 9. Ơn tri kỷ. Dù là người nghèo khổ, ngày ngày lo từng bữa ăn, hay người giàu sang với tài sản kếch xù, ai cũng có trong mình những nỗi suy tư, lo lắng. Gặp được người tri kỷ, có thể hiểu được nỗi lòng mình, chính là niềm hạnh phúc lớn lao. Giữa biển người bao la, để tìm được một người bạn không phải điều khó. Song để có được một tri kỷ, người bạn tâm giao hiểu bạn, có thể chia sẻ hạnh phúc, nỗi đau, thì là điều rất đáng trân trọng. 4 khoản nợ, 6 việc không làm với người trong nhà, bất kể thân thiết đến đâu. Tiền bạc và lợi ích là hai điều rất nhạy cảm, có thể phá hỏng một mối quan hệ. Người khôn ngoan hiểu rằng, tài chính minh bạch rõ ràng là một trong những yếu tố tạo nên mối quan hệ bền chặt. Mỗi người trong chúng ta đều có gia đình và người thân. Chúng ta học cách hoàn thiện mình, giúp đỡ mọi người và sống chan hòa với những người thân yêu, để mối quan hệ đó không rơi vào những hoàn cảnh khó xử. Có 4 khoản bạn không nên nợ, 6 việc bạn không nên làm. 4 khoản không nợ. Đầu tiên, không nợ tài chính. Mặc dù mối quan hệ trong gia đình anh em, cô dì chú bác đều rất thân thiết và bạn nghĩ rằng để vay mượn họ sẽ dễ hơn, song nếu muốn có một mối quan hệ thực sự bền vững, tốt nhất không nên chung đụng nợ nần về tiền bạc. Càng anh em càng cần phải sòng phẳng. Tiền bạc và lợi ích là hai điều rất nhạy cảm, có thể phá hỏng một mối quan hệ. Với những khoản cần quyết toán, đừng để lâu dây dưa trong thời gian dài. Hãy tính toán để đảm bảo cả hai bên không ai cảm thấy khó chịu, bức rứt. Người khôn ngoan hiểu rằng, tài chính minh bạch rõ ràng là một trong những yếu tố tạo nên mối quan hệ bền chặt. Thứ hai, không nợ trách nhiệm. Cuộc sống là một sân khấu lớn. Chúng ta có thể đóng những vai trò khác nhau với những người thân như con, cha, mẹ, chồng, vợ, anh chị, em ruột. Và trong đó, mỗi vai trò đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Là con cái, chúng ta có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, biết đền đáp công lao trời biển của đấng sinh thành. Khi cha mẹ già, điều cần quan tâm số 1 chính là người bầu bạn ở bên chăm sóc. Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái nên người. Đừng bao giờ nợ hay trốn tránh trách nhiệm này. Là vợ chồng, chúng ta có trách nhiệm cùng nhau nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình, bao dung, chung thủy với nhau. Là anh em ruột thịt, chúng ta có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đừng nợ nần hay trốn tránh trách nhiệm này.
Thứ ba, không nợ ân huệ. Vật chất dễ phai, ân tình khó trả. Ân tình là điều mà chúng ta không nên nợ ai, ngay cả với người thân của mình. Ân tình là thứ không thể mang ra đong đếm, sờ nắm, nên tất nhiên điều này khó có thể định lượng một cách rõ ràng. Bản thân những người trong gia đình khi giúp đỡ bạn cũng là tự nguyện. Song càng vì điều này, chúng ta càng cần phải sống có lương tâm và biết ơn. Mọi sự giúp đỡ trên đời này đều đáng quý. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cả đời cũng không thể báo đáp hết được. Nên hãy làm ngay khi còn có thể. Với mọi người, hãy sống một cách biết ơn và truyền đi ngọn lửa yêu thương. Thứ tư, không nợ thời gian. Điều bố mẹ, anh chị hay người bạn đời của bạn mong chờ nhất ở bạn không phải là những thành tựu cao siêu. Thứ lớn lao nhất họ mong chờ ở ta chính là khỏe mạnh, cả gia đình có thể sống thuận hòa, hạnh phúc bên nhau. Bữa cơm với bát canh rau muống, cùng cà, được ăn cùng người thân vẫn ngon hơn bất kỳ thứ đặc sản nào khi phải ăn một mình. Đừng để đến một ngày hối hận. Con muốn báo hiếu cha mẹ, nhưng người đã không còn. Hãy dành thời gian nhiều nhất có thể để ở bên người thân trong gia đình mình. Đừng vì cuộc sống bon chen ngoài kia mà lỡ mất những phút giây tụ hợp bên nhau đầm ấm. Sáu điều không làm. Một, không khoe khoang trước mặt người thân. Bạn mua một chiếc xe mới, bạn mua một ngôi nhà mới, bạn mua món đồ trang sức mới. Hãy cố gắng tránh khoe khoang những điều này trước mặt người thân và bạn bè. Mọi người đều mong điều tốt sẽ đến với bạn. Song điều đó không có nghĩa là bạn nên khoe khoang và tỏ ra mình hơn những người còn lại. 2. Không can thiệp vào chuyện riêng của người thân. Dù là mối quan hệ nào, thân thiết đến đâu, tốt đẹp đến đâu, mỗi người đều có những góc khuất trong tim mà họ không muốn ai động đến. Tôn trọng lẫn nhau, dành cho nhau khoảng không gian nhất định, đó mới là cách để bạn có được mối quan hệ bền chặt. 3. Không cùng người thân chơi trò đỏ đen. Nếu đó là trò đỏ đen, có thể nuốt sạch những đồng tiền trong ví bạn. Đừng bao giờ rủ rê người thân mình cùng chơi. Hãy tránh xa nơi có thể khiến bạn trở nên khốn đốn đó. 4. Nếu không phải tiệc chiêu đãi, đừng để người thân một mình trả tiền. Tuy là họ hàng thân thiết, song nếu không phải tiệc chiêu đãi họ chủ động mời bạn, hãy cùng nhau chia hóa đơn, cùng trả tiền. Minh bạch sòng phẳng trong tiền bạc là cách để một mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. 5. Không quên ơn. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều khó tránh khỏi những lúc rơi vào khó khăn và cần đến sự giúp đỡ. Người thân, bạn bè là vậy. Họ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bạn khi có thể. Dù là bất kỳ mối quan hệ nào, sự giúp đỡ luôn cần được trân trọng, biết ơn. Đừng cho rằng một sự quan tâm giúp đỡ bất kỳ của người thân là điều dĩ nhiên phải thấy. 6. Không nói xấu nửa kia của người thân. Để hiểu về một người, không thể nào chỉ qua vài lần gặp mặt. Vợ của chú bạn ra sao? Người yêu của em trai bạn thế nào? Tốt nhất đừng đưa ra những lời chê bai rằng họ không hợp hay quá lệch về hình thức, tính cách. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhất vì sao mình lựa chọn ở bên cô ấy, anh ấy. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của người thân bạn và đón nhận, dành tình cảm cho nửa kia của họ như bạn đã đang dành cho người thân của mình.